Tiểu, dạo này ngủ ngon không con? Ngủ không ngon gì hết. Sao vậy? Giường này ngứa ngáy quá là con ngủ không được. Tối ngủ còn nằm mơ thấy ác mộng luôn á. Nằm trên giường mà con còn ngủ không được nữa. Là sao? Trong khi mấy anh em của con đã nhường cái giường này cho con nằm ngủ rồi, tụi nó phải ngủ bò lăn bò lóc ở ngoài kia kìa. Đừng có nghĩ con là út được nhường hoài riết làm tới nghe Tiểu. Không có. Tiểu không dám. Ủa mà mấy ảnh ngủ ở đâu vậy ba? Tiểu tiện nó ngủ ngoài kia kìa. Thấy tụi nó ngủ mà nhìn thấy tội luôn á. Thấy tội luôn hả? Đâu ba dẫn con đi coi thử coi. Được. Đã lạnh rồi còn mở mi nhạc cảm thương gì sao ta ngủ được mấy cha nội. Ta là Tạ Tốn, đồ lộn đau là của ta, không được cướp. Vô kỵ ơi, tuy mắt cha mù lòa nhưng mà cha vẫn nhìn thấy con, cha vẫn cảm nhận được con mà. Vô kỵ à, ta là kim mao sư dương, đồ lông đao là của ta. Thằng nào dám chơm ta thiến, thằng nào chịu thiến ta sẽ cho chơm. Thôi để tao chơm cho, tao cũng còn gì để thiến hết trơn á, nên không có gì để tiếc nuối. Ủa sao anh Tiểu ảnh phải nằm ngủ trên ghế salon vậy ba? Nhà mình còn chỗ nào đâu nữa ngủ, còn mỗi ghế salon nó phải chơi luôn chứ biết sao. Thấy tội mấy anh mày chưa? Con thấy bức rứt quá, thấy tội quá ba ơi. Chưa đâu, mày nhìn thằng Tiều kìa mới ghê. Ước gì em ở đây giờ này, ước gì anh còn một cái mền để rồi mai anh cùng với em mà đắp cho ấm. Trời ơi lạnh quá đi, có ai cứu giúp cuộc đời tôi không? Lạnh quá ơi, quá trời quá trời quá đất. Trời ơi tội gì luôn hả ba? Mày có thấy mấy anh mày hy sinh gì mày chưa Tiêu? Con ngờ mấy anh hy sinh cho con nhiều tới vậy luôn. Mấy anh lạnh tới nỗi như mấy anh ngủ mới luôn phải không ba? Ừ. Rồi anh Tiêu sao ba, anh ngủ ở đâu? Nhắc tới thằng Tiêu mới nhớ, tội nghiệp đó lắm con à. Nó mới chính là thằng vi diệu nhất. Ô la la, đường công tôi thấy lòng. Ô la la, đường công tôi thấy mong. Hỡi những đấng sinh thành, hỡi những người nuôi tôi khôn lớn, làm ơn cứu giúp cuộc đời, sắm riêng giùm con cái mền, miếng gà, cái gối, cái nệm gì đi để cho con có giấc ngủ thật sung sướng coi. Ngủ mà cứ chổng mông lên vậy hoài chắc bị bệnh trĩ quá. Trời ơi, anh ngủ mà nhìn anh thấy thương quá. Anh chổng mông riết anh té địch luôn á ba. Đó, thấy tội mấy anh của mày chưa? Thôi ba cố gắng tìm cách nào sắp xếp cho mấy anh có chỗ ngủ nào êm đềm êm ấm nhất với ba. Yên tâm, Tiếu cứ yên tâm, ba đã sắp xếp hết rồi. Sắp xếp hết hả? Ừ. Sắp xếp sao? Chút nữa ba sẽ tới Mai Cà Shop để mua riêng cho tụi con những bộ chăn ra gối nệm, ok? Nhưng mà chỗ đó là bán cho người nằm chứ đâu phải bán cho tụi con nằm được đâu. Phí không ba? Ba coi tụi mày giống như con của ba vậy, có gì đâu mà phí. Nhưng mà ở đâu có nhiều mẫu đẹp không ba? Có rất nhiều mẫu để tụi bay lựa chọn, thích mẫu gì có mẫu đó. Ở Mai Cà Shop là chuyên bán chăn ra gối của Hàn Quốc, vải loại 1, không bao giờ bán hàng giả, hàng kém chất lượng. Vậy cái giường con đang nằm chắc không phải ba mua ở Mai Cà Shop phải không? Ừ đúng rồi. Hàng chi nằm ngứa tản thần luôn á. Chắc vậy. Ý, con cũng bị ngứa nữa nè ba. Trời đất ơi, mày đâu xuất hiện vậy luôn? Nãy giờ con nghe ba với Tiếu nói chuyện, con núp ở đây nè, đợi mãi mới nghe ba nói tới Mai Cà Shop mua chăn ra gối nệm cho tụi con. Mày đúng là cái thằng âm binh nhất luôn á luôn. Đừng nói luôn âm binh, mà luôn lung linh ở ngoài vùng phủ sống thôi. Trái tim xin một lời, tôi yêu Việt Nam.